cây này là năm mỗi năm đó, năm nào em lấy những cái này nè. Cái này nó năm rồi chưa nha, năm rồi chưa trái, năm nay nè. Cái này năm nào cũng được có trái, nhưng mà ít chịu không. Cái này nè, tám chục chín chục trái hả? Một cây của anh là bình quân là trên 500 kg. Thiệt chứ, kinh khủng như trời. Nào giờ em tưởng cô chị Bảy giữ, nay gặp Dường Anh em còn đuối hơn nữa. Trái này trên 500 chắc luôn nè. Đấu solo là mệt mỏi với anh liền không? Hồi lúc trước đó, không làm nó đắt chứ đủ từ đó tới cao năm nay là đủ, năm nào như mấy rồi, năm đầu trước hơn năm nay nữa. Năm rồi hả? Anh đang nãy nó 72 ngày hả? 75 ngày. Là ngày mùng 10 hả? Phải không? Giết chổi ngày 4 mùng 10 hả? Cái miếng vườn cũng cả tốt lắm, miếng vườn đó tôi cũng làm đó. Nó bao nhiêu ngày anh? Giết chổi hả? Dạ. Chổi có gan cái này nè, cả nhị cũng giết nhị mùng 10 nè. Cây đó si anh tuôn dữ à. Trái bự hết trơn mà anh giật bỏ vậy? Không giật nó lan phải không? Gì? Đâu? Với gãy hết đâu mấy nhánh nữa. Đó gì? Mày chỉ sầu riêng hả? Mày chỉ gì mày nói chứ. Tôi uống hồng thuốc trên hả? Cặp thuốc trên hết đó hả? Mày chỉ sầu riêng hả nhanh? Bể gai cái gì? Cây đằng kia cũng có bể gai á. Đó hồi đó anh xịt dư phân gì hả anh Đoàn? Xịt hơi dư đạp. Thấy lúc nhỏ trái nó hơi bị phì á. Dạ. Xịt đạm hơi nhiều chút của nó. Cái này dài lắm rồi. Cái này có 9 cây rồi nè. Đâu? Chào chị. Đi đường nào á? Đi đường đó vô nữa đó hả? Mình không có đường khác riêng hả? Trời ơi, cái trái nó dính con dây kìa. Bên kia ba trái trên đọt nữa kìa. 4 trái luôn. Trái bự ở trên đầu nữa kìa. Trời trời hên trời. Nãy đi ngang không để ý trời. Chứ không ý dính dây với ba trái trên đó nữa kìa. Hơn trăm mấy ngàn rồi. Ừ, khoảng là nó mất nhiều
nhiều trăm dữ lắm rồi ta. À, cái đó có chục triệu rồi chứ. Cái đó không đẳng kìa. Hiển ngàn cây luôn hả? Hiển ngàn làm hai luôn. Tôi nói hồi năm rồi nha. Đụng năm rồi tôi cả tắng luôn rồi, hai cái tắng. Rồi là nó gãy cả tắng đó, gãy thôi đó, gãy với gió văng thôi đó, chứ không có vụ mình hối không nha. Hết có biết đẹp gì trời. Bữa nay xịt 4 ngày rồi, mới tính xịt lại nữa nè. Mấy vườn tôi làm gì đây mà đụng, mấy nghe tôi chơi tôi nữa nè. Anh đi qua vườn bên kia anh thấy còn vườn hơn nữa. Vườn đó của ai? Của nhà nữa. Ờ, à, đó rồi em đứng cây này em lết, từ giờ em chưa lết ra khỏi cây này nè. Còn bự không anh? Hả? Cây này còn bự không? Phì chút đỉnh rồi, không có phì bự nữa đâu. Đi 11, 12, 18 thì hết phì rồi. Em nói anh nghe nè, tự nhiên là nó còn, nó xuống không, nó đâu có dám gãy phân. Gãy dư đạm là đi luôn á, tiếp tục rụng nữa. Cái này gãy ra có 20 chứ nhiều đâu có dám gãy nhiều đâu. Đó, cái này này đậm cao nữa đâu. 4, 6, 12, 15, 19, 20, 25, 27, 32, 37, 40, 44, 47, 50, 53, 54. Rồi hết hết giặt bên đó rồi đó nha. Hết 54 là bên đó rồi đó. 61, 64, 64, 68, 71, 75. 82 87 90 trái. Cái sầu riêng nó nằm yên chỗ có nhào nhào đâu, chứ hai thằng đó nó nhào nhào á. Nhanh lại coi anh trên này coi nó già không nhanh. Thời chiến à. Sáng giờ hút mấy điếu rồi. Mày hút nhiều vô gắn nó đĩa mày tự dở rồi. Cái giò tưởng gắn mẹ không à. Đâu có cái dao đó vậy? Xanh thấy đồ mồi dữ à. Bảy mấy ngày rồi xanh phải rồi. Mấy bạn có nuôi trẻ mồ côi không? Trẻ em mồ côi nè. Theo báo không à. Cầm mày quay chín rượu đạp xuống mương nữa là nhảy bình luận nghe. Cái này là anh nói cái đọt cái nấy đó hả? Có một trái nè, bây giờ có một trái chim vàng, trái thú đít đó, không có trái thú đít chim vàng giá bên đó đó. Đâu? Vô dao hiện tượng vô dao bên đó, đó. Cây ăn nhà mộ đó, cây trái vàng đó rồi. Anh thử cơm ra cho anh thử cây ngoài đầu bò kìa, là nhìn cơm là nó đẹp cực kỳ, cơm nó đỏ nhen luôn nha. Cây đầu bò chỗ này cầu đó đỏ có lách thon không? À, không lách thon thì không bằng. Hồi ra muốn thử ra bẻ con trái ra thử. Màu sắc nó chút đỉnh thôi. Gốc đó năm gọi hai gốc đó mà gần tấn á.
có bán làm đĩa đó thôi, không bán thì mình biến được được gục về. Thú đít kìa nha. Thú hết hồn của đít luôn. Trước ngày đi dọn đít ra không. Rồi qua bà kia. Đó quăng câu luôn rồi. Dễ vậy. Chưa chắc à. Không. Ông nặng lắm. Thì hồi trái sầu riêng có viên với kìa. Đẹp ha. Trái tim bên lề. Trời, cái gì? Thấy ghê quá. Thấy ghê vậy. Nè trái này ba đĩa nè, đĩa. Một đĩa, hai đĩa, ba đĩa nè. Rồi lấy trái ba đĩa cho. Sao anh đi chắc gãy luôn đúng không? Dễ gì gãy? Dễ gì gãy? Trời ơi, chừng nghe lời cái thằng quỷ của phim này. Đi đường ra chừng nó giật nha. Hoàng cái ông nội ơi. Nó quằn rồi trời. Cả trăm ký vậy. Trắng trắng y chang vậy. Tại anh nói em có nói hả? Mới gớt cái nước thấp lại luôn mà hết nó 200 ngàn rồi. Gớt những cái nó bỏ luôn. Trời ơi, chưa mới chạy tiêu rồi, chưa vô hấp được cái thêm mớ hành nữa. Hành nữa hả? Hôm gãy đọt nó đủ hai mấy trái. Ăn giống ông chủ vườn hôm qua em đi coi quá à. Ông nói gì đủ một cái ông mới nói. Ông nói ông nội ơi, ông khỏe lắm gì, ông nói chuyện thì ông nói bình thường. Đủ một cái ông nói, đủ một cái ông nói. Đủ mới nói thiệt này nha. Ôi trái này già dữ rồi trời, hay là tại cái nhánh nó si rồi nó đen gai. Trời ơi nó bập. Cái em tiễn bông á, hồi lúc tiễn em tiếc nó không có điều không. Hoài luôn à. Được. Bên đây là bình năm. Bên chơi đi 6, không có trái. Không, vậy là đi đi bờ này coi coi được hai bên luôn. Quán cà phê đó đang chi tìm một thanh niên lấy cho mất dài cái bóng đèn của quán tôi.
giờ phát hiện ở đây bóng đèn không anh này, tụi đi bóng đèn này trời, gì mà tròn, cần phải tròn giữ thần gì không trời. Để anh sửa bắt lo thứ hai rồi. Không, lần một rồi, thử một rồi. Không có đừng phải, không phải. Thử hả? Thử một. Nói chung là năm nào vừa em có hai đĩa trơn á. Ừ. Cú đít nữa rồi nha, cái thứ hồng cháy nó quá trời luôn kìa, cú nửa cháy luôn. Nè 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 con chuột nó cái ai nó cắn cái cây này có 2 năm rưỡi nè, tôi để trái luôn. 2 rưỡi để trái luôn hả? Tôi nói có trái là để đó. Giống cái vườn nhà của ông Bảy đó, kế vườn đó có một vườn 2 năm 2 năm 6 tháng. Đính 2 năm 3 đứa chưa. Thấy đại đó cái anh đây. Vườn đá cầm thôi nha. Cưng quá. Nhanh nhanh coi 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 thử cái nhanh. Để anh coi cho khô luôn cho. Để em khui luôn. Coi bảy mấy ngày cơm nó chữ gì nha. Gì nữa? Hồi lúc bông nó ra nó nè bé. Giống đám hồi đi học sinh rồi lấy bức lá coi bói hay gì. Em đoàn thích. Mình lá xinh xinh mày. Ê, nhanh đố mày lấy cục đá cho được. Lấy cục gạch kia được. Anh gọi kêu chim gạch vô khỏi lấy luôn. Có đâu lấy không được. Bẻ không? Bẻ gì? Sao lấy được? Mở cái đầu ra. Thôi tao thổi đi anh đố mày thôi mày làm thiệt đi. Thằng nha dám kéo chân luôn hả? Giao mua nhiều ghé à. Nhân khai nè. Một năm rất nhiều rồi nè. Dòng thứ uống hồng à. Nó vàng ảo tung chảo luôn. Dao này mới mua nhiêu ghẻ hả? 20.000 cây. Bán lại 30 đi. Chợ Phong Điền bán đầy. Rồi muốn mua cây này à. Đúng rồi, đúng không nó ăn qua cơm đây luôn rồi trời. Ăn qua vách luôn đây luôn. Đúng rồi. Nó phá ra. Ừ. Nhiều thư. Nó lan ra. Đó ăn chắc ngọt đó. Tại kỳ cuối. Rồi mày ăn đi mày. Thôi. Cái hột nó vàng á anh. Ăn đi nhanh. Muốn chín luôn phải không? Cái vườn này làm mà đó giờ nữa anh. Đó gió luôn. Nói chung là không có ông nào mà mới vô mà chơi cơm. Ờ nó cháy luôn hai hột con đây luôn. Người quán chợ là đồng mê dữ lắm mê. Đó, khu học nguyên ăn thấy gì không? Trung Quốc bán là ăn hộp không à? Ăn hộp không à, chứ đâu ăn hộp nấu à. Muốn chín như vậy? Cho mình cho mày thấy sao rồi? Bệnh rồi. Cái này giống thí liễu ở bên. Lịch Vinh Sang rồi đó. Có cần phải vỏ mỏng dữ không trời? Nó khui kiểu này là chỉ thấy vỏ dày thôi mà ai ngờ đâu mà. Vỏ nó mỏng rồi nè. Chín nó còn mỏng nữa. Có 8 phần. Cái đầu trên nó mỏng quá nè. Ê, mang dép không hả? À? Không sao. Tưởng mang chân không. Hỏi mong chủ vườn kia ổng đi chân không, mình đi theo ổng, ai ngờ được kiến lửa nó không cắn mình, cắn ổng. Cái lộn không cắn ổng mà cắn mình. Làm như nghe hơi lạ, nó đeo nó cắn quá trời cắn luôn. Miếng đó ở đâu? Miếng đó ở gần miếng ông Bảy. Tuốt trong gọc á, gạch á. Mượn thợ coi. Ôi trời đẹp, cây này đẹp dữ vậy trời. Cây này nhiêu năm mà đẹp dữ anh? 6 năm, 7 năm gì rồi. Ôi trời đẹp dữ vậy. Trồng sao. Trồng sao mà nhiêu tiền anh?
bác ơi. Ừ. Cầm đó. Còn dữ không hả? Giật cản cản hả? Đi như là cầm đó. Gãy gáp nha. Tao gãy sao đi. Cắt lại chim luôn đi. Bữa nay là ngày 10 tây tháng 6 các bạn. Đây là cái cây mà bình thường ở trong cái vườn của mình nha. Vườn này mình đã cọc rồi. Và chiều hôm nay mình quay lại để mình quay vài cái clip cho mấy bạn coi để mấy bạn yên tâm là có đủ hàng. Để mấy bạn bán Tết Đoan Ngọ 5 tháng 5 nha. Thì mình sẽ cắt vào ngày 26 âm lịch và ngày 30 âm lịch mình sẽ cắt hai lần, và sau đó là tới mùng 3 tháng 5 mình sẽ cắt một lần nữa. Và vườn này mình sẽ kéo dài sau mùng 5 tháng 5 khoảng một tuần lễ. Thì vườn này là có hơn 8 tấn cho mấy bạn, hàng trái với vỏ đều lắm, cây lão hơn 28 năm rồi và mình chấp nhận là mua giá cao, giá cao nhất ở cuộc đời luôn, để mà giữ cái vườn này cho tôm nó đỉnh luôn. Cây lão thì các bạn yên tâm là về chất lượng nha mấy bạn, không có lo lăng tăng về chất lượng nữa. Thì đợt cổ vừa rồi thì mấy bạn lái ở Tiền Giang qua cắt hàng nóng rất nhiều, mình đó thì cắt hàng chợ được rồi, mình làm có rất nhiều sỉ, nhưng mà đợt này mình co lại, mình ít sỉ lại. Đây bây gần nè, bây gần đi vòng vòng coi rồi mình thấy cái trái này. Ở dưới chân mình là bốn trái đẹp không, ra sau lưng này có trái tròn nữa nè, chỗ bên nhánh bên đây mình đứng nè, trái tròn như trái banh bên đây nè đó. Thì đợt này là mấy bạn yên tâm là có đủ hàng cho mấy bạn chơi nha. Rồi ok, ok luôn nè, trái tròn không. Ừ. Nguyên cái cây vườn lão này mấy bạn đi mấy bạn xem giỏi. Đây bên đó gặp nhiều cái nhánh đó, nhánh đó là để gì cũng 50 kg, nhánh đó đó có 50 kg đó, nhánh đó đó nghe mấy bạn. Thì mình thứ ba mình bắt đầu mình cắt, và thứ bảy mình cắt thêm một lần nữa, nói chung là một tuần là mình cắt được hai lần. Ok chưa? Ok chưa, đi đi hết, đi vô hết vườn đấy. Cây này nó giữ nè, cây này cũng cỡ 300 kg nữa. Đây cây này là năm nay là mình xem cái thuộc chín nó ra nè. Thuộc chín nó ra, thuộc phụ nó nè. Thuộc phụ nó thì năm nào cũng ra chứ. Nó có cái thuộc phụ này cũng cỡ 100 kg nè. Không? Thuộc phụ này đó. Thì bên đây nó vẫn còn cái nhánh thuộc phụ nè. Cái hàng nhất bên mình đó, bên mình có hàng VIP, nó VIP là 4 học rưỡi, 5 học, 6 học. Còn hàng nhất của mình đó là 3 học rưỡi cho tới 5 học. 3 học rưỡi cho tới 5 học các bạn. Thì các bạn coi cái gốc cây đó, lão kinh khủng luôn. Quang đây. Leo cây của mình. Mình luôn, mình 8 mấy ký chứ nó lớn hơn mình nhiều luôn á. Rồi, kết thúc là chim đi. Hẹn gặp lại các bạn.